chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Biden dồn dập hành động, quyết giữ thế trận. Tổng thống Joe Biden đang cố gắng trấn an các nhà tài trợ giàu có rằng ông vẫn có thể tái đắc cử bất chấp màn tranh luận khiến nhiều đảng viên dân chủ hoảng sợ. Financial Times cho hay, ông Biden hôm 29 tháng 6 giờ Mỹ tham dự nhiều hoạt động gây quỹ ở New York và New Jersey. Đi cùng ông còn có đệ nhất phu nhân Jill Biden, người quyết liệt bảo vệ người chồng 81 tuổi của mình trước những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Phát biểu trước những nhân vật ủng hộ nổi tiếng và giàu có, bà Jill khẳng định chồng mình không chỉ là người phù hợp mà còn là người duy nhất phù hợp ngồi ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Đương kim Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng hoài nghi sau màn tranh luận trực tiếp tại trường quay của đài CNN vào tối ngày 27 tháng 6 giờ Mỹ với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tại cuộc tranh luận đầu tiên của năm bầu cử 2024, ông Biden thường xuyên nói lắp và tư duy thiếu mạch lạc, làm trầm trọng thêm những lý do về tuổi tác và trí tuệ của ông. Chưa có thành viên cấp cao nào của Đảng Dân Chủ đổi ý. Các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đều công khai nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với ông Biden. Tổng thống Biden đã cố gắng xoa dịu lời chỉ trích bằng bài phát biểu vận động tranh cử đầy nhiệt huyết vào ngày 28 tháng 6 tại Bắc Carolina. Trong đó, ông cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi không đi lại dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói chuyện trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận tốt như trước nữa. Ông Biden thừa nhận với những người ủng hộ. Nhưng tôi biết cách nói sự thật, tôi biết cách làm tốt công việc. Ông nói trong tiếng reo hò nồng nhiệt và nhấn mạnh, khi bạn vấp ngã ở đâu thì bạn phải đứng dậy ở đó. Tại buổi gây quỹ ở East Hampton, New York, ngày 29 tháng 6, ông Biden cũng thừa nhận rằng mình đã không có một đêm tuyệt vời khi tranh luận đối thủ Trump. Tôi hiểu mối lo ngại về cuộc tranh luận, tôi hiểu điều đó. Financial Times dẫn lời ông Biden nói về những người ủng hộ tại nơi mà họ tham gia theo lời mời và có thể quyên góp số tiền dao động từ 3.300 đến 250.000 đô la Mỹ một người. Ba nhà tài trợ quen thuộc với hoạt động gây quỹ ở East Hampton mô tả bầu không khí trong phòng khá trầm lắng, mặc dù Tổng thống có vẻ mạnh mẽ hơn so với tranh luận trên sân khấu với ông Trump. Tổng thống Biden dự kiến tham dự một buổi gây quỹ khác vào cuối ngày 29 tháng 6 tại Red Bank, bang New Jersey. Tính tới tối ngày 28 tháng 6 giờ Mỹ, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết đã thu về thêm 27 triệu đô la Mỹ. Ekip chiến dịch tranh cử của vị Tổng thống 81 tuổi khẳng định ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và sẽ tham gia cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump vào tháng 9 tới. Cơ hội bị bỏ lỡ. Cuộc tranh luận vừa qua là cơ hội để Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump thể hiện mình. Song cả hai đều không tận dụng được. Nhìn vào sự thể hiện bên ngoài thì cựu Tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng Hòa, ăn nói lưu loát và rõ ý hơn hẳn ông Joe Biden. Cũng như thể hiện sự sung sức vượt trội đối thủ trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 27 tháng 6. Tuy nhiên, trong hiệu ứng thực chất, thì cả hai ứng viên đều khiến cử tri Mỹ thất vọng, hoang mang và cả lo ngại sâu sắc. Cả hai đều cao tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác và tình trạng sức khỏe có thể tai hại đối với ông Biden hơn hẳn so với ông Trump. Thế nhưng, ông Trump lại tự vô hiệu hóa ưu thế tương đối này khi sử dụng gần như toàn dữ liệu, thông tin và cáo buộc không xác thực trong lập luận và tranh luận. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận của nước Mỹ, thì cả hai không được người dân Mỹ mến mộ như nhau và thắng thua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ được phân định bởi khối cử tri hiện chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Sau cuộc tranh luận tay đôi vừa rồi, cả hai đều đã không tranh thủ được lá phiếu của diện cử tri này. Cuộc tranh luận là cơ hội tuyệt vời để hai ông Biden và Trump thể hiện mình là ứng cử viên tổng thống xứng đáng nhận được phiếu bầu. Nhưng cả hai đều đã không tận dụng được cơ hội ấy. Họ tập trung hạ thấp nhau nhiều hơn là tranh luận hướng tới cử tri. Họ lặp lại những quan điểm và cam kết không lạ lẫm đối với cử tri
và không đưa ra được ý tưởng chính sách hay chủ định cầm quyền gì mới. Họ không thuyết phục được cử tri tin rằng họ xứng đáng được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tới. Ông Biden nổi trội hơn hẳn ông Trump về nội dung trình bày, nhưng không truyền tải được đến cử tri một cách rõ ràng và thuyết phục. Ông Trump thể hiện được danh mạch suy nghĩ của mình nhưng lại không coi trọng sự thật trong tranh luận. Sau cuộc tranh luận vừa rồi, cử tri dường như càng hoài nghi việc ông Biden có đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Họ cũng thêm lo ngại khi thấy ông Trump dường như không thay đổi gì về quan điểm và tính cách cá nhân để xứng đáng có được nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Thực trạng này lý giải vì sao ở phía đảng Dân Chủ bắt đầu dậy lên làn sóng ý kiến về thuyết phục ông Biden tự rút lui, nhường chỗ cho ứng cử viên khác trẻ hơn, năng động và mới mẻ hơn hẳn. Cả hai ông Biden lẫn ông Trump. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa cũng không tung hô quá mức ông Trump và làm dùm beng việc ông Trump thể hiện nổi trội hơn Biden trong cuộc tranh luận. Còn gần 4 tháng rưỡi nữa mới đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, và theo thỏa thuận thì hai ông Biden và Trump sẽ tranh luận trực tiếp với nhau lần nữa trong tháng 9 tới. Khoảng thời gian này dài chứ không ngắn để cho nhiều diễn biến mới quyết định kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử. Nếu rồi đây vẫn là cuộc so găng giữa ông Biden và ông Trump, thì nỗi khó xử của cử tri sẽ còn gia tăng. Ai trong số hai người này không thay đổi cơ bản cách thức vận động tranh cử trong những tháng ngày tới chắc chắn sẽ không thể thắng cử, và phe nào chịu chấp nhận tự thay đổi nhiều hơn sẽ thu quả ngọt. Cuộc tranh luận đầu tiên, Tổng thống Biden thắng nhưng thua, ông Trump có vấn đề. Tổng thống Mỹ Joe Biden có màn trình diễn không ổn định trong cuộc tranh luận hôm 28 tháng 6 giờ Việt Nam, trong khi đối thủ Donald Trump tấn công ông bằng một loạt cáo buộc mà phần nhiều là sai sự thật. Trong màn tranh luận đầu tiên trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, hai ứng viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa công kích nhau mạnh mẽ khi họ tranh cãi về một loạt vấn đề từ kinh tế, phá thai, nhập cư cho đến các xung đột ở Ukraine và dải Gaza. Theo đài ABC News, cuộc tranh luận dù diễn ra gay gắt nhưng không mang lại nhiều thông tin mới về các mục tiêu chính sách của cả hai ứng viên. Phần lớn cuộc tranh luận không hé lộ điều gì mới về quan điểm của cả hai ông Biden và Trump đối với các vấn đề lớn như kinh tế, nhập cư, chính sách đối ngoại và quyền sinh sản. Mỗi ứng viên chỉ nhắc lại những lập trường đã tuyên bố nhiều lần trong lúc vận động tranh cử. Thay vào đó, họ chủ yếu tập trung vào việc chỉ trích quá khứ của nhau và tung ra đòn tấn công cá nhân. Với giọng khàn khàn, ông Biden đã nói vấp váp vài lần trong nửa giờ đầu của cuộc tranh luận, nhưng lấy lại phong độ sau đó khi tấn công ông Trump về việc bị kết tội hình sự, đồng thời gọi ông này là một trọng phạm. Hai quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden đã bị cảm lạnh. Tuy nhiên, màn trình diễn không ổn định tại cuộc tranh luận có thể làm gia tăng nỗi lo của cử tri. Theo đó, ông Biden, gần 82 tuổi, khó có thể làm thêm một nhiệm kỳ do tuổi tác cao. Theo trang Axios, một số đồng minh của ông Biden thậm chí lo ngại kết quả cuộc tranh luận có thể tác động tiêu cực đến cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Trong khi đó, vấn đề của ông Trump là thường xuyên nói sai sự thật, theo nhận định của hàng loạt cơ quan truyền thông lớn. Cựu Tổng thống này đã tung ra rất nhiều chỉ trích nhằm vào đối thủ, trong đó có không ít nội dung sai sự thật mà ông lâu nay vẫn nói đến trong lúc tranh cử, như người di cư gây ra làn sóng tội phạm. Đảng Dân Chủ ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh và ông mới là người chiến thắng của bầu cử năm 2020. Cả hai ông Biden và ông Trump, 78 tuổi, đang chịu nhiều sức ép trong việc chứng tỏ mình đủ khả năng lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy ông Biden tiếp tục gây nghi ngờ về vấn đề tuổi tác và sự minh mẫn. Đài ABC News nhận điểm yếu lớn nhất của ông Biden là tuổi tác và điều này được thể hiện rõ tại cuộc tranh luận. Trong một khoảnh khắc đặc biệt tồi tệ, ông Biden dường như bị mất mạch suy nghĩ khi trả lời câu hỏi về nợ quốc gia, ngừng lại và cuối cùng đưa ra phát biểu về việc cuối cùng đã đánh bại Medicare. Tuy nhiên, ông Biden lại được đánh giá cao hơn ông Trump ở nội dung trả lời đối với nhiều vấn đề và trong những lần chỉ trích đối thủ. Về phía ông Trump, các phát ngôn kích động và một loạt vấn đề pháp lý vẫn là điểm yếu. Kết quả khảo sát của cử tri đối với cuộc tranh luận cho thấy ông Trump không có màn trình diễn tốt trong lúc tấn công ông Biden quá mạnh mẽ. Tóm lại, ABC News đúc kết rằng ông Biden đã thắng cuộc tranh luận về chính sách nhưng thua trong cách thể hiện và vẫn chưa làm cho cử tri thấy an tâm về việc ông sẵn sàng làm Tổng thống thêm 4 năm nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!